Thưa quý khán giả, trong hải trình thăm tặng quà động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của đoàn công tác số 11 vừa kết thúc, khi qua vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Linh, Len Đào, đoàn đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Buổi lễ diễn ra trong không khí thiêng liêng và xúc động. Một lần đến với Trường Sa, đó có lẽ là mơ ước của rất nhiều người Việt. Thăm Trường Sa, chúng ta thêm hiểu, thêm yêu những con người đang ngày đêm bám biển, bám đảo, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió, đồng thời thêm thấm thía, khâm phục sự hy sinh của lớp lớp cha anh. 35 năm trước, trong một cuộc chiến không cân sức, 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền của đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Linh và Len Đào thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngày nay, tất cả các đoàn công tác đến Trường Sa, khi đến vùng biển đảo Gạc Ma, Cô Linh, Len Đào, đều long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực này. Với cái vai trò trách nhiệm là những người trẻ, chúng tôi sẽ cố gắng làm sao tuyên truyền để cho các bạn đoàn viên thanh niên yêu thêm về từng tấc đất, về từng cái lãnh hải của Việt Nam. Là con của liệt sĩ Gạc Ma, nên mỗi lần đi qua vùng biển đảo Cô Linh, Len Đào, Gạc Ma, Thiếu tá Nguyễn Tiến Xuân, trợ lý tham mưu tác chiến vùng 4 Hải quân, luôn tự hào về sự hy sinh anh dũng của cha và đồng đội. Mỗi chuyến đi theo mỗi khác, cũng có những cái cảm xúc riêng, mà hầu như đi xa qua khu vực mà nơi bố tôi hy sinh rất là xúc động. Tôi cảm thấy rất là tự hào về bố và đồng đội của mình. Thì qua đó tôi cảm thấy là một người con thì mình phải cố gắng để xứng đáng với sự hy sinh của bố mình. Nên trong công việc mình phải cố gắng. 35 năm đi qua, sóng biển có thể làm nhòa mọi dấu vết, nhưng không thể xóa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những con người quả cảm mà sự hy sinh của các anh được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi không bao giờ quên. Và dù hôm nay chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng Gạc Ma mãi mãi là máu thịt của Việt Nam.